are going to study the manifestation of mind, lesson number 8. Thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái đề tài là cái sự biểu lộ của tâm, sự hiện ra của tâm. Nó hình tướng nó là sao? Tu Phật là tu tâm mà không biết nó biểu hiện ra như thế nào thì tu không được. And this, we only focus on the meditation technique. Và sự biểu hiện của tâm này chúng ta chỉ nghiên cứu có ích lợi trong cái việc hành thiền của chúng ta thôi. Nó rộng lắm, nhưng mà chúng ta chỉ chú trọng tới cái vấn đề hành thiền, sự gì phát sinh, nhận thấy như thế nào. We try to learn and try to apply what we learn in the meditation. Thưa đại chúng, chúng ta cố gắng học để hiểu, nhưng mà chúng ta phải thực hành. Thực hành những cái điều mình học thì mình mới có lợi lạc. Yesterday we studied about the four mind already. All kind of energy, just energy, nothing else. Từ đại chúng ngày hai hôm trước cho tới ngày hôm qua chúng ta cũng học về bốn cái tâm rồi, mà tất cả nó chỉ là năng lượng thôi, nó không có cái gì hết gọi là tâm, nhưng nó là năng lượng, nó sự phản ứng của cái giao thoa giữa cái thức, cái bộ não với cái sự rung động ở bên ngoài. The interaction or the contact come into the manifestation of the external vibration and internal vibration. Cái sự rung động giữa bên ngoài và sự rung động giữa bên trong nó dẫn tới cái tâm. Sự rung động bên ngoài có thể là the external vibration may be constituted or arise from the smell, sounds, the light. Cái yếu tố rung động bên ngoài có thể nó được sanh ra, sanh khởi bởi sắc thinh hương vị xúc pháp. The internal can be from six sensory organs. Và cái sự rung động ở bên trong có thể được phát sinh ra bởi sáu cái nội tại, sáu cái căn nội tại. Nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, vân vân. And constituted the cognitive system whereby we can understand the universe and the surrounding phenomena. Nhờ bốn cái tâm này mà chúng ta hiểu được cái vũ trụ và chúng ta hiểu được những cái gì chung quanh chúng ta. In the Loka Sutra, the Buddha mentioned clearly already. He said, it's your consciousness which creates the universe, nothing except the consciousness. So once the consciousness is destructed totally, the universe disappears and no longer enter the samsara. Đức Phật ở trong bài kinh Loka Sutra, Ngài dạy rất rõ, chính cái tâm thức của chúng sanh mà tạo nên cái vũ trụ. Và vì nó khởi lên ưa thích hoặc ghét, cho nên tiếp tục nó cứ sanh ở trong cái vũ trụ này hoài. Cái vũ trụ do nó tạo ra. Each individual have a different preferences and different viewing about the universe, not similar. Và mỗi một người trong chúng ta đều có một cái nhìn về cái vũ trụ khác nhau, không ai giống ai hết á. The physical universe is different from the physical from the conscious universe. Cái mà thực sự ở bên ngoài nó là cái gì thì nó được ghi nhận ở trong cái bộ não chúng ta không giống nhau. Mỗi một người nhận xét về cái vũ trụ khác nhau. I give you one example, me. But thousand people have a different view about me. I am what I am. I am only one.
sư lấy cái thí dụ như là sư chỉ có mình sư thôi, nó như thế này thôi, nhưng mà 1.000 người thì có 1.000 ý kiến khác nhau. Even you may have a different preferences, a different opinion in different time frames. Và thưa chư vị, ngay cả như một người thôi, họ cũng sẽ có ý kiến về sư khác nhau, sự nhận định về sư khác nhau, tùy theo thời gian. When he first met me, he says, "All ugly monks." Khi quý vị mới gặp sư, quý vị nói, cái ông già này, ông lẩm cẩm. And the longer you talk to me, and then you feel more comfortable. Và càng ngày càng nói chuyện lâu với sư, thì quý vị có một cái an vui. Nói rằng là thôi thì ít nhất mình cũng moi móc được chút xíu cái rác gì ở trong cái tâm của ổng, kiến thức của ổng để mình học. Đã đại khái. Tức là nó sự thay đổi hết. Một con người đều có thay đổi theo thời gian, không gian. And it's dictated by the four minds. Tất cả những cái ấy, những cái biểu hiện ra bên ngoài ấy, nó đều được chỉ đạo bởi bốn cái tâm này, thưa chư vị. Bốn cái tâm này. The first one, citta, emotional reaction. Cái thứ nhất là cái tâm xúc cảm. Cái tâm xúc cảm lúc nào nó cũng có, mà nó chỉ là cái bề mặt nổi ở bên trên đó, thưa chư vị. One, the beam of light, the wave of sounds come into contact with your sensory organ. Always you have the emotional reaction, regardless whether you know it or you don't know it. If you know it, you can control it. You translate it into the rational responses. Khi mà cái hiện tượng ở bên ngoài á, nó rung động qua âm thanh ánh sáng, đời sống hàng ngày, thì nó dính vào mắt tai mũi lưỡi của chúng ta, cái thân chúng ta, nó va chạm. Mà hễ có va chạm thì theo hệ thống thần kinh á, nó phản ứng liền à. Có khi phản ứng mạnh, có khi phản ứng nhẹ. Tùy theo cái cường độ của cái xúc tác và tùy theo cái mức độ tu tập. The longer you train yourself and the more serious you train yourself, train your mind, you don't react emotionally, but you rationally respond to the events we call the manual. Và nếu quý vị có tu tập và có huân tu, thời gian càng dài, công phu càng nhiều, thì cái tâm tư duy nó phát triển. Tức là cái tâm xúc cảm nó vẫn có nhưng mà không có phản ứng. Ta nghe nhưng mà ta không phản ứng. Thí dụ ai chửi ta, ta không phản ứng liền, mà ta tư duy. Tư duy coi xem là tại sao nó chửi, rồi ta có đúng vậy không, nó nói ta sai mà ta có đúng vậy không. Đó là tư duy. The all the emotional reaction, citta or manual reaction, come into the storage of the vinyana. Mà bất chấp là, thưa chư vị, quý vị có phản ứng hay là cảm xúc hay như gì chăng nữa, thì những sự rung động ấy đều được mã hóa thành ra các con số, các sự rung động, và các sự rung động ấy nó đưa vào trong cái thức tàng thức, giống như cái kho thư viện đó, thưa chư vị. Nó để nó đầy trong đó hết à, toàn là rác không à. Cảm xúc phiền não, tám ngọn gió đời, thương ghét, được mất hơn thua, nhét vào trong đấy. Everything is constituted, the vinyana can be classified into two things, hatred or greed. Và tất cả những cái loại mà cảm xúc hay là tư duy gì đó vớ vẩn có thể được liệt kê ở trong cái thức thành hai loại. Một loại đó là sân, một loại là tham. Nó chỉ có tham với sân thôi. If you have developed greed, you want more. And if you develop hatred, you don't want that.
You avoid it. Khi các bạn phát triển được cái tánh tham thì các bạn muốn thêm. Những cái cảm xúc đó mình muốn thêm. Ai khen mình muốn nghe nữa. À, nói cô sao tu hành giỏi quá, cô đi đứng nghiêm trang quá, là mình thích, mình muốn nghe nữa. Cái lỗ tai mình tự nhiên nó nhóng lên nè. À, thích nghe lắm. Và khoái chí cười một cái. À, tất cả những cái phản ứng đấy đều chứng tỏ là mình đang phản ứng lại theo sự xúc cảm mà mình không biết. Mình tưởng ôi chuyện bình thường. Nếu có ai khen mình cái, nói cô đi đứng nghiêm trang, tướng mạo nghiêm trang như thế này, tu hành giỏi quá, cái mình cười một cái. Nhưng mà mình đâu có biết rằng chúng ta đã thêm củi vào trong cái lò lửa sanh tử luân hồi. Nó mắc mớ gì mà mình phải phản ứng cảm xúc, cái tâm cảm xúc nó phát sinh liền à. You react emotionally and emotional reaction create the energy for the next life. Và nếu chúng ta phản ứng theo cảm xúc, dẫu là nhẹ nhàng thôi, người ta khen mình nói cô đi đứng nghiêm trang, cô không có nói năng, cô là rất là nghiêm túc, tu hành nghiêm túc, ta thấy trong lòng sung sướng, cái ta mở miệng ta cười ngay xã giao. Nhưng mà thực sự khi cái cười như vậy, tức là đã thêm củi vào trong cái lò lửa sanh tử luân hồi và tiếp tục tái sanh. Thọ mà, có xúc có thọ, tai nghe là xúc. Rồi thọ là thọ lạc, rồi phản ứng ra biểu hiện ở bên ngoài, cái tâm biểu hiện ở bên ngoài, cho nên cười một cái. Cười một cái không ăn đua gì, tưởng là không sao, không có, kiếp sau gặp nhau nữa, tái sanh nữa. À, tu cho giỏi đi, kiếp sau thành hòa thượng, rồi có chùa lớn, có đệ tử đông, tiếp tục tái sanh hoài cho tới chừng nào phủi sạch hết. Gánh nặng đặt xuống, tức là phủi sạch hết, không thầy, không trò, không người, không ta, không thương, không ghét, không còn chấp thủ và năm uẩn nữa, thì mới là chấm hết tái sanh. Thưa chư vị, Đức Phật nói rất rõ, tất cả những cái phản ứng cảm xúc hay là có tư duy đều đưa vào trong cái ký ức mà nó lưu trữ, khó xóa lắm. It's difficult to erase everything on the vinyana, on the cognitive system. Rất là khó để mà xóa những cái ký ức. When you do meditation, something just appear in your mind. And there always a struggle between the heart and the brain. Và khi quý vị ngồi thiền, quý vị để ý đi. Rất nhiều trường hợp, quý vị có sự xung đột, cái tư tưởng nó nhảy lên, rồi mình muốn làm hay không muốn làm. Có nhiều khi đang ngồi, rồi cái tư tưởng nó nhảy lên, nó tại sao ta phải ngồi như thế này, ta đi ngủ đi cho sướng. Cái tư tưởng nó nhảy lên, rồi nhớ tới đi chơi Vũng Tàu này kia, rồi cái tâm nó lang thang, chứ nó không có ở đó nữa. Thì tất cả những cái đấy đều tạo nên năng lượng và dẫn tới tái sanh. Dẫn tới tái sanh. And all of them, when you die, your brains finish, your brains perish. Only one thing, small residual energy, we call the Gandhaba, the Buddha say Gandhaba. And that takes you to the next life. Khi chúng ta chết, thưa chư vị, cái não nó bị hủy diệt, thì cái Chittamanyo Vinyana, ba cái này nó bị hủy diệt luôn. Ba cái tâm này nó bị hủy diệt luôn. Nó không có, nó chỉ còn một cái năng lượng nhỏ chút xíu thôi, nhưng mà rất là quan trọng. Mà Đức Phật gọi là cái để trở thành. Gandhaba có nghĩa là cái để trở thành. Some people translate it in a different terminology. Nhiều dịch giả dịch nó thành những cái danh từ khác, gọi là thân trung ấm, rồi hương ấm, vân vân. Nhưng mà Phật nói không có nói vậy, Phật chỉ nói cái để trở thành. Cái để trở thành, tức là cái duyên đó để nó trở thành. Khi có cái trứng với tinh trùng kết hợp lại, thì cái Gandhaba này nó sẽ nhào vô để nó thành ra một đứa bé, hay là thành một con chó, con mèo, cái bào thai. Hễ có cái trứng bất cứ cái loài sinh vật nào, con chó, con mèo, con gián, con chuột, con đực, con cái, nó sinh hoạt với nhau, thì nó phải cần cái Gandhaba này, nó mới có thụ thai được. Nếu không có Gandhaba, nó không thụ thai nổi, nó sẽ bị hủy diệt. Thì cái Gandhaba này, Đức Phật nói, nó là cái để trở thành, tức là nó một loại năng lượng. And how the residual energy established
Thế thì cái năng lượng mà nhỏ tí xíu này đó, gọi là cái để trở thành đó, cái còn sót đó, nó gọi là cái còn sót đó. Cái năng lượng còn sót, thì cái năng lượng này từ đâu mà nó sanh ra? Từ đâu nó sanh ra? Ta phải hiểu cái duyên để ta dịch nó. The Buddha said Tanya Bhava craving and clingings to the existence which create the residual energy. Và thưa chư vị, Đức Phật nói rất rõ, tham ái, chấp thủ, dính mắc những cái loại năng lượng này. Dính mắc cái gì? Dính mắc tới sự hiện hữu có ta đây, ta nói đây, ta là ý kiến của ta, vân 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 vân. Ta đi, ta đứng, ta ngồi, ta nhìn, ta nghe, ta ngửi, ta tụng kinh. Và tất cả những cái sự chấp thủ này, những cái tham đắm này, dính mắc này, nó mình không thấy được, tại vì mình không có tu tập đàng hoàng, mình không thấy nó. Và nó tạo nên cái loại năng lượng để tiếp tục tái sanh. Đấy, loại năng lượng này nó nhỏ xí nhưng mà rất là mạnh, tại vì nó còn sót. Nó còn sót. Sư có kể chứ quý vị nghe câu chuyện tro tàn này đó. Ở đây có nhiều vị nghe biết rồi. Tro tàn tưởng nó tàn rồi mà nó không có tàn, nó còn cái đốm lửa ở trong đấy. Thế thì cái đốm lửa nhỏ đấy chính là cái năng lượng dẫn ta đi tái sanh. Khi ta chết rồi thì các sự xúc cảm thương nhớ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em bị hủy diệt hết. Nhưng mà còn cái năng lượng tham ái á, dẫn ta đi tái sanh. Tham ái gì? Tham nhất là tham ái sự hiện hữu. Tham ái sự hiện hữu. So you can see here, you think what you see. You believe, you perceive what you see, but it's not actually what you see. You see the picture. If you see the picture, you can see that it's just turned upside down. Nếu các bạn nhìn cho kỹ đi, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái hình tròn đó thực sự nó lật ngược trở lại. Tức là những cái mà các bạn thấy là hoàn toàn lật ngược ở trong cái bộ não của chúng ta. Nhưng mà cái thức á, nó điều chỉnh lại. Nó điều chỉnh lại làm cho nó đứng ngay lại. Con mắt chúng ta nó giống như cái máy chụp hình đó thưa chư vị. Khi cái hình gì mà ở bên ngoài á, nó ghi vào đằng sau cái ống kính á, rồi nó chụp hình á, là nó quay ngược lại hết à. Ông xã của tôi đang đứng á, mà ở trong mắt tôi á, là ông quay lộn cái đầu xuống dưới à. Nói vậy thôi để quý vị hiểu nhé, không có phê bình đâu nha. Đừng tưởng là ông đứng thẳng cái đầu lên, không có, ông lộn ngược đầu xuống dưới. Trong con mắt của người phàm phu đều thấy như vậy hết. Rồi cái thức ấy, nó mới điều chỉnh lại, cái thức ở trên não nó mới điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại là ông đứng thẳng rồi cao 1 thước 8, chứ ở trong não và trong con mắt mình á, ông chỉ có 1 cm, chưa tới 1 cm nữa, mà chỉ là mã hóa, tức là những con số thôi. Và những cái đó nó ghi vào trong cái năng lượng short đó, nó gọi là residual energy, tức là cái năng lượng short, còn short đó, nó dẫn ta đi tái sanh. Dẫn ta đi tái sanh thưa chị vị. So, how do we transform ourselves? Thế thì bằng cách nào chúng ta tu tập để mà chúng ta chuyển hóa? The Buddha said there are 5 stages of cultivation in monastic practice. Number 1, devotion. Number 2, willpower. Number 3, introversion of attention. Number 4, tranquility of mind. And number 5, insight. Thế thì bằng cách nào để chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa đây? Chúng ta biết rồi đấy, nó còn có sót chút xíu thì nó sẽ là tiếp tục tái sanh. Thì cái thứ nhất là đem hết tâm lực phát nguyện lớn, lạy Phật từ bi, con xin bỏ xác ở đây nếu con không thành tựu. Phải phát nguyện lớn như vậy. Con đi theo Phật, con nắm chân Phật, Buddhang Saranang Gacchami. Con đi theo Phật, con nắm chân Phật và chết con cũng không rời. Chết con cũng không rời. Và phát cái nguyện như vậy.
chứ không phải thấy đồ ăn ngon cái là mình chạy theo, hay là thấy cái gì lạ lạ người ta vui chơi cái mình chạy theo, cái tâm mình nó chạy theo thì cái đó là tâm ma rồi, không phải tâm Phật nữa. Tâm Phật là lúc nào cũng thấy khổ, ăn là khổ, ngủ là khổ, có cái thân là khổ, đi là khổ, đứng là khổ, nghe là khổ. Phải thấy được những cái khổ như vậy, phát nguyện lớn, con xin theo Phật, con nắm chân Phật, con ôm chân Phật, con bỏ hết. Nó phát nguyện như vậy mới được. Thì giống như hồi thời Đức Phật á, Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài nói ta nếu không thành tựu, ta phát nguyện, nếu không thành tựu, ta bỏ xác ở đây chứ ta không có đi đâu hết á. Ngồi dưới gốc cây này thôi. Đấy, phải phát nguyện như vậy. Quý vị phải phát cái nguyện lớn như vậy đó. Tức là con xin nắm chân Phật, bỏ xác, chứ con không có rời cái những điều Phật dạy. Đi con cũng thấy Phật khổ, tức là con phải thấy khổ thì cái tâm nó mới lo tu. Còn thấy sướng tâm nó không tu, nó cái tâm nó lạ lắm, tâm nó ham vui lắm. Phải có ý chí và luôn luôn nhìn quán chiếu vào bên trong để tìm được cái sự tĩnh lặng của tâm. Mà khi có sự tĩnh lặng của tâm nó ngừng rồi, nó không có dao động, thì lúc bấy giờ mới có tuệ giác. The mind is acting like the water. If the water is not moving, you can see the depth of the water. Nước á, cái tâm mình chúng ta đó, quý vị có thể tưởng tượng nó giống như là nước á. Nếu cái nước nó không có sóng, nó không gợn sóng á, thì ta có thể nhìn thấy được cái đáy của cái hồ hay đáy của cái sông. Mà nếu nó gợn sóng rồi thôi, nhìn không nổi. Tức là nếu cái tâm nó lăng xăng thì không có tuệ giác. Tâm phải nó định mới có tuệ giác. The mind must be tranquil so that the panya can develop, the wisdom can be developed. Đây là cái khẩu quyết này, sư lặp lại lần thứ nhì. Cái tâm nó phải tĩnh lặng thì cái tuệ giác nó mới phát sinh. Nếu cái tâm không tĩnh lặng, tiếp tục lăng xăng, tiếp tục suy nghĩ thì cái tuệ giác không bao giờ có. Toàn là ảo giác không à, tưởng tri chứ không phải là biết rõ. Sẽ không có chánh tri kiến mà không có chánh giải thoát, là hai cái ta thứ 9, thứ 10 ở trong cái thập thánh đạo. Nếu tâm không tĩnh lặng, tâm không ngừng, tâm không nghỉ thì tuệ giác không có. Mà tuệ giác không có thì không có giải thoát. Đức Phật nói rất rõ điều này. Năm cái pháp hành thiền tại thiền viện. Thứ nhất, ta phải có đức tin và tam bảo, tinh tấn chuyên cần chánh niệm định lực. Cái đầu tiên vẫn phải có đức tin và tam bảo. Có cái niềm tin. You have a strong faith in the Buddha. Chanda, chanda, chanda. Phải có cái nguyện lớn với tam bảo. Con xin nắm chân Phật. Con biết đời là khổ và Đức Phật đã thành tựu, Ngài đã thoát khổ. Con phát nguyện con đi theo Phật, bỏ hết, bỏ xác để đi theo Phật, con cũng làm nữa. Phải có cái nguyện lớn như vậy trong từng sát na. In every moment of thought you have to develop the reliable faith. Và luôn luôn giữ cái niềm tin á trong từng sát na. Đừng có thấy cái đồ ăn ngon cái là bắt đầu cái tâm chạy theo đồ ăn mà quên tới sự khổ. Nghe người ta khen cái là quên cái sự khổ, là cười cái là rồi á, rồi xong, tức là thêm củi vào trong lò lửa tái sinh. So the first thing is still chanda. Chanda or sada mean the development of the faith. Thế thì cái đầu tiên á, là thưa chư vị, là phải có cái nguyện lớn để anh chi vậy. Có niềm tin đến chi vậy? Đến loại trừ cái nghi hoặc, là năm cái triền cái á. Có tin Phật thì mới không nghi nữa. Tin tuyệt đối, tin vào sự khổ thì loại được cái nghi. Nghi là một trong năm cái triền cái. Number two, effort. Progress towards the goal. Co-destruction to laziness. Nỗ lực tinh tấn theo cái mục đích cuối cùng của mình là pháp thoát ly sanh tử. Luôn luôn nhớ như vậy.
Và luôn luôn nhớ như vậy, thực hành như vậy thì sẽ những cái sự lười biếng giải đãi của mình á, nó bị hủy diệt. Lười biếng giải đãi là một trong năm cái triền cái. Sati, introspective attention, removing the outward intention. Lúc nào cũng phải nhìn vào bên trong, đừng có quán chiếu bên ngoài. Nhìn bên trong coi tâm tham có sanh không, tâm sân có sanh không, phiền não có sanh không. Luôn luôn nhìn bên trong, mà hễ nhìn bên trong thì nó không có chạy ra bên ngoài, thì chấm dứt cái sự mà tâm nó không có chạy ra bên ngoài thì nó không có dính mắc, bớt lang thang. Once you develop the three steps, you come to samadhi, filtration of a foreign matter. Sau khi thực hiện được ba cái đầu thì cái thứ tư nó sẽ dẫn tới định, tức là loại trừ được tất cả những cái tạp chất ở trong trong tâm. Thương nhớ ghét buồn vui nó quăng đi hết. Giống như là cái máy lọc nước đó, thưa chư vị. Khi nó lọc nước mà nó cái máy lọc đó, nó tốt đó, nó lọc hết tất cả những tạp chất, rồi mình lấy cái nước mình uống, mình không sợ bị bệnh. And the final point is apanya. So when you have the clear vision without obstruction, greed, anger, delusion, you can see the thing clearly. You see the process, how it come to existence. Và khi quý vị tới cái giai đoạn cuối cùng, tức là tuệ giác nó phát sinh, nó nhanh lắm, nó đến liền à, thì quý vị sẽ thấy được sự thật của cái vật chất, của cái hiện tượng, của cái con người, của cái cảm tính, của cái cảm xúc, của cái tâm, thấy rất rõ, không bị tham sân si nó che mờ. Thấy rất rõ. Đấy, năm cái bước để chúng ta huân tu cái tâm. Đấy. Cảm ơn các vị đã dịch sang tiếng Việt sẵn rồi đó. Sư nghĩ là chắc quý vị mỗi người cũng có một cái bản này rồi. Năm cái triền cái là người thầy của tâm. Đức tin, phát triển đức tin thì nó loại trừ được nghi ngờ, mà nỗ lực thì là nó loại trừ được cái lười biếng. Khi nào ta thấy ta lười biếng, ta giải đãi thì ta biết là ta chưa có nỗ lực. Mà chưa có nỗ lực là sao thưa chư vị? Tức là chưa có sợ cái khổ, chưa có sợ là kiếp sau mình tái sanh, sanh ra làm con chó, con mèo hay con chuột hay con rắn, mình chưa có sợ cái đó. Thành thử ra mình còn làm biết thế thôi. Còn nếu mà mình biết rằng là ở kiếp sau á, con mà kiếp này không tu đàng hoàng, kiếp sau con làm con rắn hay làm con chuột hay làm con gián hay làm con sâu sâu róm, thì lúc bây giờ sợ quá thì mới tu đổi nổi thôi. Chứ còn không có sợ cái khổ của sự tái sanh thì không bao giờ mà siêng năng được hết, làm biếng lắm. Và cái sự phóng dật, để tâm phóng dật chạy ra ngoại cảnh, thì Đức Phật nói cái đó là mở cửa địa ngục. Và một trong bốn cái yếu tố dẫn tới vô minh. Cho nên luôn luôn quan sát bên trong thì tuệ giác nó phát sinh. Hễ mà để tâm phóng dật ra bên ngoài là vô minh phát sinh. Mà vô minh phát sinh thì thập nhị nhân duyên nó xoay sanh tử luân hồi. Và tới cái thứ tư là samadhi, tức là định đó, tức là tập trung đó, là mục đích để thanh lọc những cái tạp nhiễm, các cái chất tạp nhiễm từ bên ngoài, chất tạp nhiễm bên ngoài. Nó toàn là những sự rung động thôi chứ nó có gì đâu. Nó toàn là những sự rung động, nhưng mà ta ưa thích nó, ta nhét nó vô. Observation of the letting go. Meditation is a way of letting go. First you let go of all perception of time to enter the timeless present moment. And then you let go of the inner speech to rest peacefully in silent awareness. Next, to let go of most of your five sense activity, keeping awareness of your breath. Then let go of your breath and watch it disappear. Cái nghệ thuật mà ngồi thiền á, là quan sát. Quan sát cái gì thưa chư vị? Quan sát sự xả bỏ của mình, quan sát sự buông được bao nhiêu. Thiền là con đường của sự buông bỏ, cách tu tập để buông bỏ. Đầu tiên ta buông bỏ cái nhận thức về thời gian. Ôi còn 15 phút nữa mới hết giờ ngồi thiền, nó nhổm nhổm lên.
ngồi thiền tới 45 phút là thấy nó đau, gọi là muốn đứng dậy. Nhưng mà thấy ai cũng ngồi hết, cái mình ráng mình ngồi, nhưng mà ngồi trong cực hình. Rồi tới phút 55, cái bắt đầu ở trong đạo tràng mở lên cái gì, vạn pháp do duyên sanh, duyên diệt, vạn pháp diệt. Cái mừng quá, nó hết đau. Mừng quá làm sao? Tại vì biết rằng còn có 5 phút nữa, cái bài này có 5 phút à, 5 phút nữa là hết rồi, hết ngồi thiền rồi. Thì coi ngồi thiền là một cái thứ cực hình chứ đâu phải thứ giải thoát. Cho nên ta dính mắc chứ đâu phải ta buông bỏ. Ta dính cái thân nè, rồi giờ ta dính cái thời gian nè, nó dính đủ thứ. Trước hết ta phải buông bỏ cái nhận thức về thời gian. Tức là cứ việc ngồi, ngồi thoải mái, không có sao hết á. Cái gì đâu mà phải 45 phút là nhấp nha nhấp nhõm. Đau quá rồi tới 55 phút mà nghe cái bài đó cái mừng lắm. Nói rồi còn có 5 phút nữa là hết rồi, hết thiền rồi. Coi như thiền như là một thứ cực hình thì làm sao mà xả bỏ được. Không sợ sanh tử luân hồi, không sợ kiếp sau làm rắn làm chuột hay làm con sâu róm, thì làm sao mà ngồi thiền nổi. Ngồi thiền là để giải thoát sinh tử mà. Và tiếp theo đó ta buông bỏ luôn hoạt động của năm giác quan, chỉ chú ý vào hơi thở thôi. Những cái gì nó lủng củng ở trong đầu nó nảy sinh, buông luôn, buông luôn. Hễ nó nhảy lên, biết, nhận, biết, buông, nhận, biết, buông. Cái ông xã hội cũng nói cách đây 2 tháng đột nhiên nhớ tới cái nó bật lên buông. Con mình nó nói gì, buông. Và mình chỉ chú ý vào năm giác quan, mắt tai mũi lưỡi. Tai có nghe không? Nghe mà hồi nó thấy có nhiều người nói với sư. Sư ơi, con ngồi thiền á, con nghe được như có ai nói gì cho con á. Cái đó toàn là ảo giác tưởng tri á. Cẩn thận nhá, chứ không phải nó ở chứng được là cái thiên nhĩ thông, nghe được chuyện trên trời đâu. Không phải đâu, chưa đâu, không dễ dàng vậy đâu. Buông bỏ hoạt động của năm giác quan. Nhờ vì năm giác quan này cho nên ta khởi lên phiền não, thương ghét buồn vui cũng từ năm giác quan, mắt nhìn tai nghe mũi ngửi, nó mới phiền não chứ. Mà làm sao ta buông? How do you eliminate the 5 sensory enemies? Làm sao để ta loại được 5 cái thằng giặc này đi? Concentrate on the breath, breathing in, breathing out. Thì bây giờ chỉ còn có một cách là quay về hơi thở thôi. Chú ý hơi thở vào, hơi thở ra. Chú ý hơi thở, chú ý cho tới lúc nào mà thấy nó biến mất luôn. Tức là xả bỏ luôn sự chú ý, xả bỏ luôn sự chú ý. Nó từng giai đoạn như vậy, phải tập như vậy. Bây giờ còn chú ý, còn thấy nó thở ra thở vào, rồi tới một lúc nào thấy nó biến mất, mà thấy nó biến mất rồi thấy luôn cả cái nhận thức của mình cũng biến mất luôn. Phải thấy được như vậy, thấy được lúc là thấy được sự sinh diệt. Chana is letting go. The Buddha never say samadhi or samadhi or the vipassana. He just said about chana, chana, chana. Đức Phật nói tầng thiền chứ ngài không có nói là thiền vipassana hay là thiền samatha. Đức Phật không có phân biệt cái đó. Đức Phật chỉ nói chana thôi. Mà chana đây có nghĩa là tầng thiền. Mà vào tầng thiền là gì? Là xả đi. Xả đi mới vào được tầng thiền. How do you get into the first chana? Letting go of the sensual desire. Thế thì bằng cách nào để vào tầng thiền thứ nhất? Đức Phật nói đơn giản thôi. Xả bỏ các sự chấp thủ về cảm thọ. Cảm thọ. Xả bỏ được đó thì vào tầng thiền. At this stage you can no longer see, hear, smell, taste, or feel, touch. Your body vanish. And then you let go all the control to merge into the light and enter the bliss of jhana. The Buddha clearly and repeatedly said, full awakening could not be attained without the experience of the jhana. Đức Phật nói rất rõ, ở trong kinh Udana đó, ngài nói rất rõ. Ngài nói không thể nào có sự tỉnh giác, không thể nào có sự giải thoát nếu không trải nghiệm được các tầng thiền. Và ngay cả như Đức Phật khi ngài nhập Niết Bàn á, ngài chết á, cũng vậy.
Ngài đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi Ngài đi ngược trở lại tứ thiền, nhị thiền, tam thiền và nhất thiền, sơ thiền, rồi Ngài đi ra luôn, Ngài là tịch diệt luôn. Đừng mong cầu rằng tu tập Vipassana hay là Samatha, Samadhi để mà được giải thoát. Đức Phật không có nói cái chuyện đó. Đức Phật nói khẳng định trong kinh cả hàng ngàn chỗ. Ngài chỉ nói có một cái à. Chana, tức là phải vào tầng thiền, từng tầng một. Tầng thiền thứ nhất, xả bỏ tất cả những cảm giác dục lạc. Nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, sáu cái căn nó phải đóng hết. Đấy. All the emotional reaction from the citta, manyo, vinyana must be destructive. Tất cả những cái sự rung động xảy ra ở ba cái tâm á, như hồi nãy chúng ta học á, đều phải xả hết thì mới vào được sơ thiền. Các cảm giác từ nơi mắt, tai, mũi đều phải xả hết, không chấp thủ nó thì mới có thể vào được sơ thiền. Ngồi thiền mà thấy nó khoan khoái, đó là thọ lạc đấy, không thoát ra khỏi đâu. Cái khinh an của sơ thiền nó khác với cái thọ lạc, thấy nó êm quá, thở ra thở vào thấy nó êm quá là chưa được. Cho nên chana đó là rất rõ, Đức Phật đã dạy ở trong kinh Udana là không có cách gì mà vào được mà nếu không có cái tầng thiền. Khi thấy được ánh sáng nimitta rồi là sự phản chiếu của tâm đó, nó qua cái giác quan thứ sáu, tiềm thức rất là sâu. Và khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta đừng có sợ hãi, cứ nhẹ nhàng thôi, thì nó để mọi sự kiểm soát của mình nó hòa với cái ánh sáng đó, nó nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Ta buông bỏ từ từ. Và Đức Phật nói rất rõ đó. Đức Phật nói rất rõ, không thể đạt được sự tỉnh thức hoàn toàn, giải thoát nếu không có trải nghiệm về cái chana này, về cái tầng thiền này. There's a famous story about Bahiya in the seeing, only the seeing in the seeing. Ở trong câu chuyện của Ngài Bahiya là câu chuyện nổi tiếng trong phẩm ngàn của Kinh Pháp Cú, thưa chư vị. Đức Phật dạy trong Bahiya đó, Bahiya, you should train yourself in seeing there merely what is seen. Practicing in this way, Bahiya, will not be because of that. You are not because of that, you will not be in that. And if you are not in that, you finish, no more suffering. Và Đức Phật dạy cho Bahiya, ông hãy rèn luyện cái bản thân của ông. Trong cái thấy chỉ có cái được thấy thôi, không có tôi thấy, mà chỉ có cái được thấy thôi, tức là cái sự hoạt tác, tương tác của năm uẩn. Trong cái nghe chỉ là cái nghe thôi, chứ không có tôi nghe, không có cái định kiến ở trong ấy. Và nếu không có như vậy thì sẽ không dính vào cái điều đó, tại vì nó là tiến trình của năm uẩn, thì không có tôi nghe thì nó không có dính vào điều đó, không dính vào cái nghe, cái được nghe. Mà nếu không dính vào điều đó thì sẽ không là cái đó. Mà nếu không là cái đó thì chấm dứt, không có ở trong, ở ngoài, không có ở quá khứ, không ở hiện tại, cũng không ở tương lai. Chấm dứt đau khổ và chấm dứt tái sanh. The Buddha recommend him and he did it only about 15 minutes or 20 minutes he attained the Arahant. Đức Phật dạy trong Bahiya như vậy đấy. Nhưng mà Ngài đi có chừng 15 phút, 20 phút Ngài chứng A-la-hán. Không ngồi thiền đâu quý vị. Đi thiền. Đấy, đi thiền. Mà sâu lắm. Ngài nghiên cứu cái này, Ngài quán chiếu rất là sâu. Và Ngài chứng A-la-hán. Can you do it in 15 minutes when you are working meditation? So the whole story recorded in Appadana. What is the meaning of in the scene? This will be merely what is seen. Thế thì câu chuyện này nó rất quan trọng. Được ghi lại trong kinh Appadana. Thì hỏi vậy chứ, trong cái thấy chỉ có cái thấy là sao? It means to see without distortion of the data, without adding or subtracting of it.
Nhiều người nói rằng là như vậy có nghĩa là thấy nhưng mà không có thêm, không có bớt, không có bóp méo cái gì, cái hình ảnh sự thật. Đấy. Kinh sách gần như cả ngàn quyển đều nói như vậy đấy. Các luận giả, các giáo sư đều nói như vậy. Phật nói có ý nghĩa là thấy mà không thêm, không bớt, không bóp méo sự thật. Không có thêm, không bớt, không bóp méo. Is it true? Sự thật có phải như vậy không? Nào, mời các bạn nhé. Now, the whole story is not because Bahiyas took only 15 minutes to attend the Arahant. But the Buddha said he was a monk under the Buddha Kassapa for many lives. He seriously practiced. The story say he and six other monks climbed to the step mountain and threw the lead away, determined to remain on the top of that mountain until they become enlightened or die. One of the seven monks become Arahant, another become Anagami, and other five die in the mountain starving. Bahiya was one of them. Sự thật là sao? Đức Phật khai ngộ cho biết ông Bahiya không phải là 15 phút mà ông đi thiền hành mà ông chứng đâu. Từ trong biết bao nhiêu kiếp ông đã tu, mà ông đã phát nguyện rộng lớn bỏ sát để được giác ngộ. Trong một kiếp, ông là một vị sư vào thời Đức Phật Ca Diếp. Ngài và 6 vị tăng khác leo lên trên một cái ngọn núi, leo lên trên ngọn núi rồi quăng cái thang đi, leo lên trên đỉnh núi rồi vứt thang luôn, không leo xuống nữa, và phát nguyện rằng là tôi sẽ ở trên đỉnh núi này cho tới chết. Một là tôi chết, hai là tôi phải chứng đắc giác ngộ. Đấy, leo lên trên đỉnh núi quăng thang luôn. Các bạn có thể làm được như vậy không? Đấy, phát nguyện lớn. Đấy, phát nguyện lớn, chanda, chanda, chanda. Phải phát nguyện thật lớn, không tiếc thân mạng thì mới có thể giải thoát được. Còn sợ đau, sợ khổ, sợ thối, sợ thơm, sợ đói, sợ lạnh thì không bao giờ mà giải thoát rồi. Đấy, ngài Bahiya leo lên trên đỉnh núi với 6 vị khác, quăng cái thang đi luôn. Rồi 7 ông ngồi trên đó thiền, nói nếu không mà thành tựu thì bỏ xác, đói chết bỏ, không thèm đi xuống khất thực luôn. Và trong cái 7 vị đó có một vị chứng A-la-hán, hành xử miên mật. Một vị khác chứng A-la-hán. Còn lại 5 ông á không chứng gì hết, đói, chết đói. Và ông Bahiya là một trong 5 người đó chết đói vì cầu pháp. Bahiya die in starvation, sacrifice himself for the Dhamma. Ông Bahiya đó, ông hy sinh thân mạng, cầu mong pháp giải thoát và chịu chết đói. Cho nên tại sao kiếp sau ông có 15 phút ông chứng là hả? Cho nên những cái nỗ lực nó không có phí đâu quý vị. Nếu quý vị hết sức nỗ lực kiếp này mà không chứng thì kiếp sau cũng chứng à. Nó còn đó. Dẫu là nó là cái đốm lửa tàn á, ở trong 4 cái tâm á, cái đốm lửa tàn nó cũng đủ sức nó làm đốt cháy cả rừng. The Buddha said, "Don't disregard a small fire which can destroy the whole forest." Đức Phật nói trong 4 điều nhỏ chớ nên coi thường. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cả cái rừng. Quý vị cũng vậy. Nếu có nhiệt tâm kiếp này mà chưa thành tựu vì mình không đủ duyên thì nó cũng tạo nên được nhiều cái năng lượng và kiếp sau tiếp tục tu nữa nó mau thành tựu. Nó không có phí đâu. Nhưng mà phải phát nguyện rộng lớn như vậy đó. Ông Bahiya đó, ông leo lên núi, ông vứt cái thang đi, rồi ông nói chết bỏ. Và ông là một trong 5 người chết, chết đói. Chết đói mà không thành tựu. Đã tiền kiếp.
của Đức Phật Ca Diếp leo lên núi chết đói, chết đói mà không thành tựu. Nhưng mà không có uổng, tại vì nó tạo cái nền tảng để rồi khi Đức Phật dạy, ông chỉ cần 15 phút là ông chứng A-la-hán. Misthinking, misperception, misseeing in the Bahiya final lives, he went through the trauma and accident, and he misbelieved that he was Arahant because everybody say he's Arahant, so he believed that, misbelieved that he's Arahant. Trong cái kiếp sống cuối cùng của ông, của ngài Bahiya, ông là cái người thương thuyền, rồi bị đắm thuyền, rồi ông trôi vào cái đảo, rồi người ta đưa áo quần cúng dường cơm gạo, ông không thèm nhận, thì người ta lại nghĩ ông này là thánh rồi, chứng A-la-hán rồi. Và lâu ngày người ta nói, thì cái lỗ tai ông nghe, rồi ông khởi cái tâm, ông cũng nói tôi cũng là A-la-hán. Chúng sanh nói, mọi người nói thì tôi cũng vậy. That's why the Buddha says it's not because the people say you who you are and you believe that who you are. Cho nên Đức Phật nói đừng có tin rằng là người ta nói mình như vậy rồi cái mình là như vậy, mình lại tin là như vậy. Đức Phật nói giống người ta khen mình, nó chê mình, điều đó đều cản trở tới cái bước tu học của mình. Khen mình nó người ta cũng cản trở, tại vì cái tâm mình nó dính, mà chê mình cũng bị dính nữa. Khen chê đều dẫn tới sự cản trở của bước thăng tiến trên con đường giải thoát. Cho nên phải thận trọng. Và mọi người đều nói ông là A-la-hán, tại vì đưa cơm gạo ông ăn, đưa áo quần đẹp ông thèm mặc, thì người ta nói ông này là A-la-hán. Thực sự ông chưa là A-la-hán. Đấy, chưa là A-la-hán. Ông nghĩ ông là A-la-hán thôi, nhưng chưa phải là A-la-hán. Còn dính đấy, thấy không? Bahiya background were exceptional. He's been a monk under previous Buddha, and his power of determination so strong, he went to meditate on a mountain. Và cái quá khứ, cái background của ông Bahiya rất là đặc biệt. Ông đã là một vị sư vào thời ngài Ca Diếp, và ông có một cái ý chí rất là mạnh. Mạnh tới mức mà ông có thể thiền ở trên núi, rồi ông có thể bay đi khắp mọi nơi, và ông phát nguyện là nếu mà ông không chứng đắc thì ông bỏ xác, chết đói chứ không có thèm đi khất thực nữa. Và cuối cùng ông là một trong năm người chết đói ở trên, và ông đạt được cái thần thông có thể bay đi nơi này nơi kia rất là nhanh. Nhưng mà không làm, ta phải chứng đắc. Đấy, tức là phát nguyện rất là dũng mãnh, cái sự quyết tâm. Quý vị phải có cái quyết tâm giải thoát, chứ còn ngồi mà thấy nó vui vui hay là thấy người ta khen mình nên mình thích là rồi hỏng rồi. Không, phải có quyết tâm thấy rằng sự sinh tử là hệ trọng. Kiếp này mà không biết kiếp sau nó còn ra làm con chó, con mèo, con chuột, con rắn, con bọ cạp, mấy người nào á. Sư thấy trong đạo tràng có một vài người á, ưa nói châm chọc người này, châm chọc người kia đó. Cẩn thận, nó kiếp sau đầu thai làm con bọ cạp á. Con bọ cạp nó có nọc á, nó chích người ta một cái. Còn mấy người nào á, mà ưa nói người này, người kia, cẩn thận, nó kiếp sau làm chó, sủa. Trong kinh chép thiếu gì câu chuyện. Có ông sư trẻ chê ông sư già, nói ngài tụng kinh như chó sủa. Tại vì ông khàn, cái ông kia ông đã tu gần chứng A-la-hán rồi, ông hết hồn, ông nhìn ông nói thôi, ông nói như vậy ông sẽ phạm và ông sẽ khổ, thôi giờ ông sám hối đi. Cái ông tu trẻ ông biết, tu sĩ trẻ ông biết, lập tức ông quỳ xuống sám hối liền, lạy tôn giả cho con được sám hối. Thì hai bên đều hòa hoãn với nhau, hết có chú ý gì đâu tu mà. Nhưng mà vì chỉ có một câu đó thôi mà 500 kiếp làm con chó. Đấy, ông đầu thai làm con chó sủa hoài à, chê người ta sủa rồi mình thành con chó sủa. Kiếp chót đó nhờ gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài độ cho ông sanh ra làm con chó nhỏ chút xíu dễ thương lắm, mà đi ăn vụng bị người ta chặt hết bốn chân.
Ngài Xá Lợi Phất mới độ cho. Rồi sau này sau khi nó cho nó ăn bữa nó chết, con chó nó ăn cái bữa đó nó chết. Nó chết rồi cái nó đầu thai vô được làm người, làm chú Sa Di đi theo Ngài, làm đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất cho nó ăn và tụng cho nó bài kinh trước khi nó chết. The Buddha said, there's no way to attain the awakening without the co-destruction to the five hindrances. Đức Phật đã khẳng định nói rất rõ, không thể nào có sự giải thoát nếu không phá hủy được năm cái triền cái, năm cái cản trở. Jhana is a way to destruct co-destruction to the five hindrances. Và Đức Phật cũng nói khẳng định, jhana là tầng thiền đó. Cái thiền định đó là cái cách tốt nhất để mà phá hủy năm cái triền cái. In many sutra, Sami Sutra or Sutta 64, Machima Sutra, trong kinh Tương Ưng, trong kinh Trung Bộ, ở Đức Phật đều nói hết à. Đức Phật nói rất rõ. Cũng có trường hợp tương tự như vậy, Đức Phật nói cho ông Đại Đức Malunkeyaputta. Đức Phật nói như thế này, it was impossible to achieve non-returning without jhana. Đức Phật nói không thể nào mà chấm dứt cái sự sanh tử nếu không có thiền định, không có jhana. Jhana mới diệt trừ được năm cái chướng ngại. Đức Phật nói rất rõ với Đại Đức Malunkeyaputta, không thể đạt được quả vị bất lai, chứ đừng nói là giác ngộ, nếu không có thiền. Và nhờ thiền, các cái tầng thiền này tiêu diệt được năm kiết sử thấp. Phật nói khẳng định như vậy trong kinh Tương Ưng và kinh Trung Bộ. So the paradigms will distort the truth. Thế thì tại sao cái gì nó làm cho cái sự thật nó bị nhìn sai? Cái lỗ tai nghe mà thấy nó sai, cái miệng, cái mắt nhìn mà thấy nó sai, tại sao nó lại làm như vậy? Đó là định kiến hết. Định kiến nó tiềm tàng ở trong cái tâm thức của chúng ta. Our view bend our perception to agree and disagree with the view. The perception then form and reject the evidence of our thought. Then the thought argue in support and dissenting our view. It's a self-justifying cycle. That's the process of delusion. Và Đức Phật nói rất rõ, những cái quan, những cái nhìn sai lầm nó bóp méo sự thật là do cái định kiến. Định kiến nó làm cho chúng ta bóp méo sự thật, nhìn sai lầm. Và quan điểm của chúng ta, tức là cái định kiến, nó bẻ cong cái nhận thức đúng đắn. Đúng ra ta phải nhìn đúng mà không, cái định kiến nó làm nó bẻ cong đi, để rồi chúng ta đồng ý hay không đồng ý, để rồi chúng ta hình thành nó chấp nhận hay là bác bỏ. Rồi kể cả có bằng chứng, chúng ta cũng bóp méo cái bằng chứng nó đi để cho nó phù hợp cho cái sự suy luận của chúng ta. Và Đức Phật nói rất rõ, đây là chu trình tự biện minh ở trong cái não. Nó tự điều chỉnh vì nó si mê, nó không có tuệ giác, cho nên nó tự điều chỉnh để cho nó phù hợp, để cho nó được thỏa mãn, để cho nó chống lại những cái sự cảm xúc dukkha. Đó là tiến trình của năm uẩn. Mà vì vô minh, so vipassana process 25 years ago the Buddha identified the process, distort the cognition and call it the vipassana. Our view bend our perception to agree with the view. The perception then form the evidence for our thought, and the thought argue in support of our view. It's a self-justifying cycle. Đức Phật đã 25 thế kỷ trước Đức Phật đã nói rồi, bây giờ các nhà tâm lý học họ mới khám phá ra thôi. Chính cái tiến trình ở trong cái năm uẩn á, nó làm bóp méo những cái sự suy tư mà Đức Phật gọi đó là vipalasa. Vipalasa đó là một cái tiến trình của vô minh. 25 thế kỷ trước Đức Phật đã nói đó rồi. Và Ngài dùng cái tên là Vipalasa. Sư không tìm được cái tên nào để mà dịch nó ra được, thì cứ gọi nó là như vậy đi, phải gọi cho đúng. Đó là cái tiến trình nó xoay vòng 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 vòng.
quan điểm của chúng ta bị bẻ cong, rồi chính quan điểm của chúng ta lại bẻ cong cái nhận thức, nhận thức bẻ cong quan điểm bẻ cong nhận thức, và cứ như vậy nó đi vòng 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 với nhau, để rồi nó tạo nên một cái hình, một cái tưởng tri mà đều tất cả đều do vô minh, nó tự biện minh cho mình. Thí dụ như mình ngồi thiền 40 phút mình muốn đứng dậy thì mình tự biện minh cho mình, nó ôi ngồi thiền 40 phút chút xíu nữa tôi ngồi 20 phút nữa tôi bù. Tức là mình tự tìm cái mình biện minh cho mình. Rồi nếu mà mình làm biếng, mình nói thôi giờ mệt quá tôi đi nằm ngủ chút xíu, rồi chút xíu nữa tôi ngồi thiền tôi bù. Tức là tự tìm những cái để biện minh cho mình, chẳng qua đó là sự vô minh, si mê. Đức Phật dùng cái danh từ gọi là si mê. So is meditation difficult? Thế thì ngồi thiền có khó không thưa chưa vậy? If you say yes, attachment to prejudgmental paradigm, you yourself make it difficult for you. Nếu nói cho đúng, thì là cái sự dính mắc tới những cái cảm xúc, những cái định kiến. Thế thôi. Cho nên mình nói rằng thiền là khó, tại vì mình có định kiến. Mà chính các bạn đã làm những cái sự đó, cái định kiến này làm khó cho các bạn. Chẳng có ai làm khó hết đó. Còn nếu ta trả lời là không, thiền không có gì khó hết, thì actually we bending our view to fit the facts. Mà nếu chúng ta nói rằng thiền nó dễ lắm, nó không có gì khó hết, tức là chúng ta đã bóp méo cái nhận thức để cho nó phù hợp với cái sự hiện tượng. Thiền đau lắm, thiền ngồi tê tái lắm, không có dễ đâu. Cho nên nói đúng hay nói sai, yes hay no đều là định kiến. Nhưng mà nếu có cái quan điểm tích cực, là quan điểm tích cực. Once you have concocted a positive view of your ability to meditate, and you perceive only success in meditation, you think only success in meditation, you make it easy. Nếu các bạn tự điều chỉnh mà lúc nào cũng có quan điểm tích cực là ta sẽ làm được, ta sẽ ngồi thiền được, thì từ từ các bạn sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến sự yên tĩnh ở bên trong, đó gọi là chana, đó là thiền, tầng thiền. Phải có cái thay đổi quan điểm, thay đổi định kiến, chuyển hóa định kiến. We call the paradigm shift, that means the change from the negative to positive. Khi nói tới sự thay đổi về định kiến có nghĩa là thay đổi từ cái tiêu cực thành cái tích cực, thì nó mới có thành tựu. So the Buddha said it is the five hindrances that distort perception and corrupt our logical and rational thinking. He called the five hindrances the nutriment that feed the delusion. Anguttara Nikaya. Và Đức Phật nói rất rõ, năm cái triền cái này chính nó là bóp méo cái sự tưởng tri và làm cho chúng ta không có suy nghĩ đúng đắn. Và Đức Phật gọi năm cái này là cái thức ăn, là cái năm cái chướng ngại này là cái duyên đưa tới sự si mê. If we cannot destruct or destroy the five hindrances, we continue to act in delusion. Nếu chúng ta không phá được năm cái triền cái thì chúng ta tiếp tục dính vào si mê. Vì có ta, năm cái triền cái là sự sai lệch nhận thức, nó làm cho hư hỏng hết. Các cái tư duy chúng ta bị bóp méo hết, tại vì nó có năm cái triền cái. Ok, I briefly go through it quickly. We study it, we will study them tomorrow. Bây giờ sư chỉ nói sơ sơ thôi, để chúng ta hiểu, và chúng ta sẽ học kỹ năm cái triền cái để chúng ta phá nó như thế nào trong cái lúc ngồi thiền. Cái thứ nhất là cản trở đầu tiên là ham muốn dục lạc. Tại sao ham muốn dục lạc? Tại vì nó dễ chịu, cảm giác dục lạc. Thí dụ như quý vị ngồi phải có máy lạnh, hay là ngồi yên tĩnh không có ai quấy rầy. Thí dụ ngồi 11 giờ đêm không ai quấy rầy, có một mình ngồi ở trong chánh điện thấy được an vui. Đó là cảm giác dục lạc hết đấy. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận.
chúng ta chỉ muốn nghe những cái gì chúng ta muốn nghe, muốn nhìn những gì chúng ta muốn nhìn, ưa thích nhìn, đó là cảm giác dục lạc hết. Ai khen thì mình thích, ai không khen thì mình né, ai chê trách mình hoài mình né, mình không muốn nhìn người ta nữa, mình nó đi đi mình thấy người ta xa xa mình né. Tất cả những cái đó đều là ham muốn cảm giác dục lạc. Mà chạy theo cảm giác dục lạc thì đó là sản phẩm của tưởng tượng, và cái đó đưa tới sự si mê. Đó là cái chướng ngại thứ nhất, gọi là sensual desire, tức là các cảm giác dục lạc, ưa thích cảm giác dục lạc, cho nên á, chọn lựa một cách tiêu cực. Cái thứ nhì á, là có những cái ý tưởng tiêu cực. Tiêu cực về sự việc, về âm thanh, về ánh sáng, về hoàn cảnh. Cho nên chúng ta chỉ lựa chọn những cái gì chúng ta ưa thích nghe một cách tiêu cực. Không muốn biết những cái sự thật. Cho nên trở thành ra vô minh. Cái thứ ba là biến nhát, lười biến. Biến nhát, lười biến tại vì không thấy là cái sự tái sinh là khổ. Không thấy là tái sinh làm con chó, con mèo, con sâu róm là khổ. Cho nên giải đãi. Giải đãi làm biếng. Và hãy giải đãi làm biếng thì cái tâm của chúng ta nó tự động nó điều chỉnh, nó tìm cách nó bóp méo cái sự thật đi để cho nó phù hợp với cái tánh làm biếng của ta. Thay vì ngồi 60 phút, 70 phút thì nói thôi giờ con ngồi 40 phút thôi, rồi con đi đâu đó rồi quay lại con ngồi 20 phút nữa cho đủ 60 phút. Đó là cái cách tự mình bào chữa cho cái làm biếng của mình. Tại vì mình không thấy được cái khổ của sự sanh tử luân hồi, làm chó, làm mèo, làm rắn, làm chuột hay làm con sâu róm, không sợ. Cho nên tìm cách bóp méo cái định kiến, cái nhận thức. Nhận thức mình có chứ mà mình cái định kiến, cái tính lười biếng, biếng nhác nó bóp méo lại. Thay vì ngồi 60 phút thì nói thôi con ngồi 40 phút, con đứng dậy đi chơi chút xíu rồi quay lại ngồi 20 phút nữa cho đủ 60 phút. Đấy, cái trò chơi đó là trò chơi bóp méo nhận thức. Và đó do tạo nên cái nền tảng cho vô minh. Nền tảng cho vô minh. Cái thứ tư là bồn chồn hối hận những cái gì quá khứ hoặc là ngay hiện tại. Thấy tại mình không ngồi thiền được, rồi không làm được đúng, không tu được, hành được đàng hoàng, cảm thấy khó chịu. Tất cả những cái đấy, những cái cảm giác ấy đều dẫn tới đều dẫn tới cái sự có tà kiến. Ở đây rất quan trọng lắm thưa chư vị. Sư kể cho quý vị nghe câu chuyện ở trong kinh nè. Thời Đức Phật có một vị sư, ngài Đức Phật dạy chư tăng không được vô cớ mà chặt cây cỏ, kể cả cỏ cũng không được nhổ. Chư tăng không được nhổ cỏ. Các vị thọ giới tỳ kheo rồi không được nhổ cỏ. Nó có duyên sự, nhưng mà Đức Phật chế ra. Duyên sự bữa nào sư nói cái điều chuyện đó sau. Thế thì có một ông sư đệ tử Đức Phật, ngài ngồi ở trên cái thuyền, ngồi trên cái thuyền chờ người ta, mà nhà nước nó xoáy quá, cái thuyền nó trôi. Rồi ông giật mình, ông mới lấy cái tay ông chụp cái đám cỏ trên bờ đó để kéo cái thuyền lại. Mà cỏ trên bờ quý vị biết rồi, nó ở ngay gần bờ sông á, tức là nó mọc ở trên cái đất mềm. Ổng vừa mới chụp, ổng nắm nó, cái nó bứng luôn cái đám đất đi theo. Bứng luôn đám đất đi theo. Tức là ổng phạm tội nhổ cỏ, tỳ kheo nhổ cỏ. Ổng hối hận lắm, ổng bức rứt lắm. Mà ổng muốn đi, nguyên tắc đó là phải đi sám hối, tức là đi tìm một vị sư khác, lớn nhỏ gì không cần biết, có một vị sư ngồi đó, nghe con sám hối nè. Bạch chư đại đức tăng, con hồi nãy đã phạm giới, nhổ cỏ. Nay con xin sám hối, phải tìm một cái ông sư khác để mà sám hối. Mà rủi một cái là ổng chưa tìm được cái ông sư khác thì ổng chết. Và khi cái tâm mà hối hận, bức rứt á, bồn chồn hối hận á, mà chưa được xả, khi ông chết, lập tức ông đầu thai làm súc sanh. Đấy. Cái tâm mà bồn chồn hối hận này nè, phải xả đi. Nếu ông thì kẹt lắm. Trở ngại thứ tư của sự bồn chồn, sự hối hận này do cái nội tâm. Vì không có tuệ giác, không hiểu, không hành trì, không thấy. Từ từ rồi chúng ta sẽ học cái cách để giải quyết nó. And the fifth hindrance is doubt. Interrupt the gathering of the data with premature question.
Trở ngại thứ năm rất là quan trọng là nghi ngờ. Nghi ngờ không biết là con ngồi thiền này con có chứng không? Con ngồi thiền này con có giải thoát không? Không biết là Phật dạy vậy rồi có đúng không? Toàn là nghi ngờ không à? Nghi ngờ bản thân mình, con không biết con có khả năng con làm được không? Rồi nghi ngờ giáo pháp, không biết là giáo pháp có đúng không? Nghi ngờ đủ thứ. Mà khi nghi ngờ này đó, muốn tiêu diệt nó thì như hồi nãy sư nói đó, phải tin vào Tam Bảo. Tin Phật, Phật đã đi, Phật đã thành tựu. Phải tin tuyệt đối. Ý là Anguttara Nikaya, the first priority for the lay people to attain the Sotapanna is must have strong, unshakable faith in the triple germ, Buddha, Dhamma, Sangha, and Vinaya. Ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đã dạy 6 pháp cho người cư sĩ thôi. Muốn thành tựu bước vào dòng thánh thì ba cái pháp đầu tiên là có lòng tin tín bất động nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Tin tuyệt đối không có nghi ngờ, cho nên các ngài hồi đó cư sĩ mà người ta chứng A La Hán được, cư sĩ người ta chứng Tư Đà Hoàn được là tại vì không có nghi. Đấy, Phật nói rất rõ tại sao hồi xưa ta tu ta chứng, tại vì ta tin. Còn chúng ta nghi, nghi ở trong cái tâm á, chứ không phải nói ở nơi cái miệng, miệng con tin Phật. Mà cái tâm nó không có tin. Khi thấy đồ ăn ngon cái là cái tâm nó quen bén ngay cái ông Phật à. Nó nhớ tới đồ ăn không à. Nó muốn bốc, nó muốn nhai rồi. Nó muốn hành xử như súc sanh rồi. Thì làm sao mà không sanh làm súc sanh? Phải không thưa chư vị? Cái tâm chúng ta phải tu tập cái tâm. Tâm rất khó tu tập.